Trải qua chặng đường dài gần 2.000 km, cơn bão Yagi, bão số 3, hôm nay 14 tháng 9, vẫn còn tàn dư và đang hồi sinh thành một áp thấp nhiệt đới. Cơn bão số 3, tên quốc tế là Yagi, đã gây ảnh hưởng nặng nề ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc cùng nhiều nước ở Nam Á. Sau khi đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng và lướt thẳng tới Hà Nội vào đêm ngày 7 tháng 9, bão đã suy yếu trên hành trình di chuyển về phía Tây. Thế nhưng sau khi lướt qua nhiều nước ở Nam Á sáng nay 14 tháng 9, tàn dư của bão Yagi lại mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển của Bangladesh và đang tiếp tục gây ra thời tiết xấu ở khu vực này. Dự kiến hệ thống áp thấp này có thể tồn tại trong khu vực đất liền của Ấn Độ trong vài ngày trước khi suy yếu dần. Trước đó, từ trưa đến đêm ngày 7 tháng 9, bão Soba Yagi đã đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam gây ra thiệt hại lịch sử cho các tỉnh trong khu vực. Từ đó đến nay, bão đã khiến tình hình mưa lũ kéo dài, gây ngập lụt và sạt lở trên diện rộng. Bão Yagi cũng được ghi nhận là cơn bão lịch sử 30 năm ở Biển Đông và là siêu bão cấp 16-17. Theo báo cáo cập nhật từ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, vào sáng ngày 14 tháng 9, tổng số người chết và mất tích đã lên đến 345 người, trong đó 262 người đã thiệt mạng và 83 người vẫn còn mất tích. Theo số liệu ghi nhận của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Mực nước lũ trên sông Thao, tức sông Hồng, tại tỉnh Yên Bái đã vượt lũ lịch sử năm 1968 là 1,31 mét. Trong khi thông tin từ Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai cho rằng, trong đợt mưa lũ sau bão số 3, Yagi, năm nay, lũ trên sông Thao thuộc tỉnh Yên Bái và Phú Thọ đã vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1971 tới trên 1 mét. Những ngày qua, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ có đợt mưa rào và rông trên diện rộng, dài rác có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Cùng thời điểm này, trên các nền tảng TikTok, Facebook xuất hiện thông tin mưa bão vào miền Nam, miền Nam chìm trong biển nước vân vân. Hầu hết những bài đăng lấy hình ảnh không rõ nguồn gốc hay những hiện tượng tự nhiên vừa qua xuất hiện tại các tỉnh Nam Bộ, rồi thêm thông tin không đúng sự thật. Thông tin trên được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội sau khi bão Yagi vào miền Bắc gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, càng khiến tâm lý của người dân thêm hoang mang lo lắng. Liên quan đến thông tin trên, bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, những ngày qua, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ có mưa do gió tây nam có xu hướng mạnh lên. Theo bà Lan, thông tin bão vào miền Nam là không đúng vì cơn bão Bebinca ở ngoài khơi Philippines sẽ không vào biển Đông trong những ngày sắp tới. Bà Lan cũng thông tin thêm, hiện nay vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão hoặc áp thấp nhiệt đới, sắp tới ở đông bắc quần đảo Trường Sa cũng không vào miền Nam. Nếu hình thành cơn bão mới thì có xu hướng về miền Trung. Tuy nhiên, thông tin dự báo còn xa và sẽ có nhiều thay đổi. Dự báo, giải hội tụ nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành một vùng áp thấp trong vài ngày tới, nguy cơ lốc xoáy trên biển. Cảnh báo nhiều nơi tiếp tục có mưa to kéo dài, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày 14 tháng 9, giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 16-19 độ vị Bắc kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh đang gây mưa rào và rông ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan. Dự báo ngày 14 tháng 9, ở vùng biển từ Ninh Thuận, Cà Mau có gió mạnh cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4 mét. Phía nam khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4 mét, Ngoài ra, ngày và đêm ngày 14 tháng 9, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông. Trong mưa rông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2,0 mét. Hiện nay, mức nước chiều tại khu vực ven biển phía tây của Nam Bộ đang ở mức cao, cần đề phòng mức nước dâng bất thường gây sạt lở đê biển. Cảnh báo, ngày và đêm ngày 15 tháng 9, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía nam của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6. Riêng khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,0-4,0 m, cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Dự báo tác động toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực biển trên đều có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, lốc xoáy và sóng lớn. Chia sẻ xoay quanh vấn đề này với thanh niên, thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cho hay, giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Trung Bộ và giữa biển Đông đang mạnh dần lên, một số mô hình dự báo rằng khoảng ngày 15 tháng 9 có thể mạnh lên thành một vùng áp thấp ngay giữa biển Đông, cũng không loại trừ khả năng vùng áp thấp này tiếp tục mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão vùng áp thấp này chủ yếu di chuyển về khu vực ven biển miền Trung trong khoảng thời gian từ ngày 19 tới ngày 20 tháng 9. đây mới chỉ là những dự báo sớm trong những ngày tới khả năng là còn có nhiều thay đổi người dân đặc biệt là ngư dân nên chú ý theo dõi các bản tin dự báo tiếp theo để phòng tránh những rủi ro thiên tai. bà Lan khuyên cáo. Dự báo chi tiết thời tiết ngày 14 tháng 9 cả ba miền. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 25 tới 27 độ nhiệt độ cao nhất 32 tới 34 độ. Dự báo thời tiết khu vực này có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo hôm nay có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam, chiều và đêm có mưa mưa vừa và dày rác có rông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ. Nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, chiều và đêm phía bắc có mưa mưa vừa và dày rác có rông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, phía nam có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông, có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất 20-23 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất 27-30 đến 30 độ. Nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dài rác có rông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất 24-27 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dài rác có rông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh.